told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video mới nhất của mình. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ nói nhanh về cái trận San Marino diễn ra vào lúc 19 giờ ngày chủ nhật tuần này, ngày 4 tháng 9 năm 2022. Như vậy chúng ta chỉ còn 7 trận đua nữa là mùa giải MotoGP năm nay sẽ kết thúc. Và nếu mà chúng ta lấy 25 điểm nhân với 7 thì chúng ta sẽ có 175 điểm dành cho ba tay đua đang cạnh tranh nhau cho chức vô địch mùa giải này. Fabio Quartararo hiện tại thì đang cách người đứng thứ hai là Alex Espargaro 32 điểm, và cách Francesco Bagnaia ở vị trí thứ 3 là 49 điểm. Thì nói như vậy là để các bạn thấy cái hiện trạng, cái tình hình ở top đầu là như thế ha. Và nếu mà Alex Espargaro muốn giành chức vô địch mùa giải năm nay thì phải có thể gọi là phải có một cái nhiệm vụ rất là đơn giản thôi, cực kỳ đơn giản thôi các bạn, đó là phải giành chiến thắng 7 trận đua còn lại. Và nếu Quartararo về đích ở vị trí thứ 2 ở 7 trận còn lại, có nghĩa là tay đua của Aprilia khi mà chiến thắng 7 trận rồi Quartararo về nhì 7 trận thì khoảng cách giữa hai tay đua khi mà kết thúc mùa giải là cách nhau 3 điểm và tay đua Aprilia sẽ giành chức vô địch ha. Còn đối với Pecco Bagnaia thì câu chuyện nó có vẻ nó khó khăn hơn rất là nhiều, khi mà cho dù là ở trong những cái video trước á, mình có nói là khi mà những cái trận đua ở châu Âu khép lại và chúng ta bay đi những cái vùng đất xa lạ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà với cái hiện tại thì rất là khó để mà đánh bại Quartararo ha. Và Pecco Bagnaia có một cái nhiệm vụ khó khăn hơn rất là nhiều, đó là phải cố gắng đầu tiên là về nhất này, rồi phải có các cái tay đua xen giữa Bagnaia và Quartararo thì như vậy mới có một chút hy vọng giành chức vô địch vào cuối mùa giải năm nay. Rồi, và tuần này thì diễn ra ở San Marino, trường đua Misano ha. Và chúng ta thấy là San Marino thì cái trường đua Misano nó đã quá quen thuộc với những cái tay đua của học viện BR46, và nó có thể gọi là sân sau của những cái tay đua này, và cũng gọi luôn là sân sau của Aprilia và đặc biệt là sân sau của Ducati. Tuần này như thường lệ, không phải như thường lệ, như thường lệ có nghĩa là Ducati có cái số lượng xe nhiều nhất, nhưng mà tuần này thì thêm một chiếc nữa là tới 9 chiếc khi mà Michele Pirro tay đua test rider của Ducati sẽ tham gia cái trận đua này với tư cách là tay đua đặc cách, cho nên là sẽ tràn ngập những cái chiếc xe của Ducati ở Misano ha. Rồi, Lorenzo Salvadori, test rider của Aprilia cũng sẽ tham gia cái trận đua này với tư cách là tay đua đặc cách. Do đó là những cái chiếc V4 cũng như là những cái sự thân thuộc, sự hiểu biết về đường đua của các cái tay đua khi mà họ sống ở đây thì đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Bagnaia rồi những cái tay đua của học viện BR46 chạy tập luyện ở trên cái trường đua này rất là nhiều, và giống như là họ biết mọi ngóc ngách, mọi cái chỗ thắng, chỗ tăng tốc của cái trường đua này ha. Đó là một cái lợi thế rất là lớn, một cái lợi thế rất là lớn. Và nhiệm vụ của Quartararo không cần quan tâm đến những cái chuyện đó các bạn, không cần quan tâm đến tất cả những cái điều mà mình vừa nói ra. Tại vì sao lại như vậy? Tại vì Quartararo có một cái phương pháp tiếp cận rất là hay, đó là mình không có quan tâm đến những cái chuyện mà mình không thể kiểm soát được. Tại vì khi mà mình quan tâm đến những cái chuyện mà mình không thể kiểm soát được á, thì nó sẽ rất là đau đầu và nó không có một cái giải pháp nào cả. Bây giờ Quartararo biết được là các cái tay đua của Ducati có lợi thế này, biết được các cái tay đua của học viện VR46 có lợi thế này, biết được các cái tay đua của Aprilia có lợi thế này ở Misano, nhưng mà đó là cái chuyện của họ. Còn chuyện của Quartararo là tập trung vào khai thác hết những cái gì mình đang có và cố gắng là chạy thật là tốt ở Misano. Và Quartararo cũng nói rất là đơn giản thôi, bây giờ là tôi sẽ làm hết sức mình và tôi sẽ kiếm được cái số điểm nhiều nhất, còn cái chuyện chiến thắng nếu có cơ hội đến thì tôi sẽ cố gắng giành lấy, nhưng mà điều quan trọng vẫn là cái điểm số ha.
Và trường đua Misano cũng là cái trường đua mà Yamaha có nhiều là cái hãng xe có nhiều chiến thắng nhất, cho nên là đó cũng là một cái gì an ủi đối với tay đua người Pháp. Và trường đua Misano cũng không phải là một cái trường đua quá khắc nghiệt đối với chiếc M1. Những cái chiếc xe MotoGP ở đây chỉ chạy hơn khoảng 300 km một giờ một 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 tí xíu thôi ở cái khúc cua Curvone á, nhưng mà bình thường thì nó cũng không đến mức là phải quá căng thẳng, tại vì ở đây cho dù có những cái đoạn tăng tốc ha, hard acceleration, nhưng mà khi mà có những cái đoạn như vậy thì sẽ rất là tiêu hao nhiên liệu, cho nên là Ducati họ sẽ không có thể nào mà tận dụng hết được cái khả năng tăng tốc tuyệt vời của chiếc Desmo GP, vì họ phải tiết kiệm mà xăng cho những cái vòng cuối cùng của chặng đua. Và nếu các bạn nghĩ hoặc là các bạn nhìn một cách rộng hơn thì các bạn sẽ thấy là giống như là Quartararo đang vào hang cọp để bắt cọp vậy các bạn, đang vào hang của những chiếc Ducati, chiếc Aprilia để mà thu về những cái điểm số tốt nhất cho mình, cũng giống như là ở cái chặng đua trước ở nước Áo thôi. Quartararo một thân một mình, một thân một ngựa, chiến đấu với những cái chiếc V4 cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ là mạnh mẽ mà còn họ có cái kiến thức về đường đua rất là tốt ha. Rồi nói về cái cuộc chiến giành ngôi vô địch đó, thì Ducati có nói là sẽ không có team orders, có nghĩa là mệnh lệnh đội đua ha, tức là yêu cầu tay đua này nhường cho tay đua kia đó các bạn. Tại vì khi mà giới lãnh đạo của Ducati cũng nói là bây giờ nếu mà tay đua nào có cơ hội giành chiến thắng thì cứ giành chiến thắng thôi, chứ không không thể nào mà nhường cho bác này giành chiến thắng được. Nhưng mà nếu mà chạy đang chạy những cái vị trí không quá quan trọng, chẳng hạn như thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì có thể là để bác này vượt qua để mà tích điểm ha. Còn khi mà đang có cơ hội giành chiến thắng thì cứ 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 giành chiến thắng thôi, tại vì họ cũng hiểu là những cái chiến thắng này nó có một cái vai trò hết sức quan trọng đối với tâm lý của các tay đua. Khi mà bạn đã vượt qua được cái rào cản tâm lý, khi mà bạn đã có được cái chiến thắng đầu tiên của mình ở MotoGP thì mọi thứ tự nhiên tốt đẹp nó sẽ đến với mình thôi, mình cứ chiến thắng, mình có cái sự tự tin đó. Và các bạn thấy là và các bạn thấy là ở MotoGP thì đó là một cái môn thể thao rất là hay, đua xe ha. Thì khi mà mình ra sân có nghĩa là chỉ bản thân mình với lại chiếc xe thôi, chứ không có thể nào giống như bên F1 là có giao tiếp radio với nhau, thì nhường ai là đều biết cả. Nhưng mà bên này thì chỉ có là một thân một mình. Cho dù là chúng ta có những cái bảng thông tin nhỏ nhỏ khi mà các cái tay đua chạy ngang cái khu vực kỹ thuật đó, nhưng mà thực ra nó cũng chỉ là thoáng qua thôi, chỉ biết là mình đang ở thứ mấy rồi khoảng cách phía trước phía sau là như thế nào thôi, chứ thực ra cái hay của MotoGP, của đua xe là như vậy, một thân một mình, một thân một ngựa để mà tự đưa ra những cái quyết định trên đường đua như vậy ha. Rồi, tuần này thì chúng ta cũng có một cái sự kiện rất là đáng nhớ, đó là Dovizioso sẽ chia tay, sẽ gọi là sẽ giã từ sự nghiệp luôn đó các bạn. Giã từ sự nghiệp thì Dovi hiện tại là cái tay đua có số lần xuất phát ở MotoGP nhiều thứ hai. Người đầu tiên thì người số 1 thì chắc chắn ai cũng biết rồi, Valentino Rossi ha. Mùa giải này thì mình cũng rất là ít nhắc đến Rossi, tại vì cũng không biết nhắc cái gì cả. Nhưng mà Dovi là một cái mình đã nói nhiều lần rồi, đó là một đóa hoa nở muộn. Và nhiều khi nghĩ tại sao là trời sinh Dovi là còn sinh Marquez. Đó thì những cái năm tháng tươi đẹp nhất là những cái năm tháng 2017, 2018, 2019, đặc biệt là năm 2017 á. Thì từ khi mà gia nhập Ducati cho đến lúc mà đưa Ducati trở lại danh vọng đỉnh cao á, thì chưa đỉnh cao lắm nhưng mà đưa Ducati lên một cái vị thế, thì cũng có công sức rất là nhiều của Dovi. Và tuần này thì Dovi sẽ treo găng, treo nón, treo giáp, về quê trồng rau, nuôi cá, rồi chạy motocross thôi các bạn. Không có vướng bận gì đến những cái chuyện MotoGP. Có thể là làm test rider cho một cái hãng nào đó, nhưng mà chuyện này thì cũng còn quá sớm để nói ha. Thì rất là buồn ha. Coi như là bây giờ chỉ còn lại là Aleix Espargaró là một cái tay đua kỳ cựu thôi. Nói chung là trai già măng mọc thôi các bạn. Cái chuyện này là cái chuyện tự nhiên thôi, nhưng mà vẫn còn đó những cái cảm xúc, vẫn còn đó những cái
những cái điều tốt đẹp mà Dovi đã mang đến cho môn thể thao này. Nếu như Marc Marquez chạy với một cái tài năng, một cái bản năng rất độc đáo, thì Dovi lại hoàn toàn trái ngược, dùng cái bộ não của mình để mà phân tích, để mà đưa ra các cái quyết định nó phù hợp với chiếc xe, phù hợp với đường đua. Thì chúng ta thấy là Dovi vẫn là một cái gì đó, một cái gia vị rất là đậm đà cho MotoGP ha. Và tuần này thì cũng rất là buồn ha, khi mà sự kiện bên lề, những cái công bố hợp đồng á, đặc biệt là liên quan đến KTM, khi mà họ gọi là sao ta, sa thải cũng không đúng, mà gọi là họ không muốn tiếp tục với hai tay đua của Moto2 vào năm ngoái, thứ nhất thứ nhì ha, Remy Gardner và Raul Fernandez. Thì Raul Fernandez thì từ lâu là đã bị đã được ha, đã được Aprilia và Yamaha ve vãn khi mà còn chạy Moto2 năm ngoái đó. Cho nên là KTM buộc phải đưa Raul Fernandez về Tech 3 liền. Còn Remy Gardner thì sau 6 năm ở Moto2 thì năm ngoái đã có cái chức vô địch Moto2, và KTM cũng 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 đem về luôn. Và năm nay thì cho dù là họ mới chỉ là những cái tay đua rookie thôi, hoặc những cái tay đua mới lên tham gia thôi, nhưng mà cái cách xử lý của KTM thì có vẻ nó hơi hơi khắc nghiệt, hơi hơi nặng nề ha. Mặc dù là họ là đương kim vô địch và là á quân Moto2 năm ngoái, nhưng mà thực sự là cái sự kiên nhẫn của KTM dành cho các cái tay này này là không có, khi mà chỉ sau một mùa dường như là họ cảm thấy là linh cảm là họ tiếp tục với KTM, nhưng mà chỉ sau một mùa thì KTM thông báo là họ sẽ không có tiếp tục với hai tay đua này nữa. Raul Fernandez thì sẽ chuyển sang RNF Aprilia rồi. Ok rồi ha, nói chung là có một chỗ để chạy. Còn Remy Gardner thì cũng không biết đi đâu về đâu, khi mà KTM họ thông báo quá trễ, cho nên là cũng không biết là bây giờ còn cái chân chạy, còn cái chỗ nào để mà chạy cho mùa giải sang năm hay không. Rất là khó ha. Vào cái thời điểm này thì gần như mọi thứ đều đã được chốt rồi đó, cho nên là Remy Gardner sẽ rất là khó để mà có được một cái suất chạy MotoGP sang năm, có thể là về lại Moto2 hoặc là có thể chuyển sang WSBK. Nhưng mà thực sự là đó giống như là một cái bước lùi, khi các bạn chạy MotoGP rồi thì khi các bạn chỉ muốn chạy ở MotoGP thôi, chứ không thể nào mà quay về Moto2 hoặc là Moto3 rồi. Darin Binder cũng sẽ chia tay đó, cũng sẽ chia tay đội đua RNF, chắc là sẽ quay lại Moto2. Darin Binder thì nó nhẹ nhẹ nhàng hơn, tại vì từ Moto3 lên MotoGP rồi, bây giờ quay về Moto2 thì nó cũng không đến nỗi nào. Thì đó là những cái tay đua mà trước kia mình rất là ít nói, nhưng bây giờ thì thực sự là cái tài năng nó cũng nhiều, và các cái hãng xe họ cũng không có đủ kiên nhẫn đối với những cái tay này mà chưa mang lại thành tích ngay tức thì. Tại vì thực ra nếu các bạn có một cái trái tim bao dung rộng mở thì các bạn sẽ thấy là ngay cả ba cái tay đua đang dẫn đầu MotoGP bây giờ, lấy ví dụ ha, Quartararo thì trước khi mà giành được chức vô địch thế giới á, thì Quartararo cũng phải mất khá khá thời gian, hình như là mất khoảng 7-8 chặng gì đó mới xin lỗi các bạn, mới có được cái podium đầu tiên. Rồi sau đó sang mùa giải sang năm á, thì là năm thứ hai ở MotoGP thì mới có được cái chiến thắng. Còn nếu các bạn nhìn vào Bagnaia thì mùa giải đầu tiên với Ducati thực sự là thảm họa, và không ai muốn nhìn thấy một cái tay này vô địch Moto2 như là Bagnaia khổ sở như vậy trên chiếc Ducati. Rồi nếu mà chúng ta nhìn Alex Espargaro thì chúng ta thấy là phải mất rất rất là nhiều năm đó, tức là ra mắt là vào năm 2010, rồi đến 2014 mới có cái podium đầu tiên, rồi đến năm 2021 á thì mới có podium lần thứ hai, và có luôn cả cái chiến thắng là vào năm nay, và trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch vào vào năm nay. Thì đó là một cái chặng đường dài ha, các bạn thấy là từ năm 2010 mà cho đến năm 2012, 2022 thì mới có được một cái chiến thắng, thì các bạn thấy nó gian khổ như thế nào, gian khổ như thế nào với những cái tay này thi đấu ở MotoGP. Và cái sự kiên nhẫn là một cái gì đó rất là khó kiếm ở MotoGP bây giờ, khi mà họ đều mong muốn, các cái hãng xe họ đều mong muốn là có cái kết quả
ngay lập tức từ các cái tay nài của họ. Đó, cho dù là vì lý do gì gì đi nữa thì cái sự kiên nhẫn vẫn là một cái điều điều đắt giá, ở điều rất là đắt ở MotoGP bây giờ. Rồi, tay đua nào sẽ giành chiến thắng ở San Marino GP vào chủ nhật tuần này, thì các bạn có thể để cái phần dự đoán của các bạn vào trong cái phần bình luận của video này, và mình sẽ tiếp tục mang đến những cái thông tin về cái trận đua này cho các bạn ha. Chúc các bạn một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Bye.